Hội nghị kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo là một trong những hoạt động của Bộ Công Thương nhằm nâng cao hiệu quả chương trình kết nối, hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc sản miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Đại diện vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, Chính phủ luôn dành sự quan tâm lớn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo nói riêng. Đây là những khu vực có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ Công Thương và các bộ, ngành địa phương đã triển khai có hiệu quả các chính sách về phát triển các vùng khó khăn, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực về sản xuất, phân phối và tiêu dùng ở các địa bàn này. Các chương trình kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, tổ chức kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp và các địa phương vào tiêu thụ tại hệ thống các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố và ngược lại. Là một cái hội nghị rất là thành công được tổ chức tại Hải Phòng, là một thành phố có hai huyện đảo, và ngày hôm nay lại là được tổ chức bên lề của hội chợ vùng đồng bằng sông Hồng cũng như là các tỉnh thành phố có liên quan. Và như vậy là rất nhiều doanh nghiệp đã mang những hàng hóa của vùng miền núi cũng như là vùng hải đảo, vùng sâu vùng xa tới đây và đã gặp được các cái nhà phân phối mua hàng lớn, cả kênh phân phối truyền thống, các siêu thị lớn trong nước và ngoài nước, và có cả những kênh thương mại điện tử rất là nổi tiếng như là VNPost với sàn Postmart hay là TikTok Shop, giờ Shopee, và rất nhiều hàng hóa đã được ký kết ngày hôm nay, và rất là phấn khởi khi là các doanh nghiệp đã có nhiều hợp đồng để có thể là đẩy mạnh hơn nữa việc tiêu thụ những hàng hóa vùng này ngay dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Được thế mạnh là được rất sự quan tâm của các lãnh đạo của tỉnh Kon Tum và Sở Công Thương của tỉnh Kon Tum đã đưa chúng tôi đi kết nối được rất nhiều tỉnh thành trong cả nước để giao lưu kết nối và kiếm được những cái hợp đồng. Nguồn nuôi chim yến là nguồn lực chủ lực của chúng tôi nên là chúng tôi cũng rất chi là chú trọng về cái sản phẩm của chúng tôi. Thứ nhất, ra thị trường mình phải làm những sản phẩm tốt và để người tiêu dùng người ta có một cái chất lượng thật là hoàn hảo. Bây giờ trên thị trường thì rất nhiều loại yến, nhưng mà chúng tôi là đã được bảo vệ thương hiệu yến xào Kon Tum nên là chúng tôi đang ra thị trường rất với tâm thế là khu vực miền Bắc rất chi là người tiêu thụ rất chi là ưng ý và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi rất chi là nhiều. Hiện nay chúng tôi đã có rất nhiều chi nhánh ở tại miền Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ thực tiễn và đề xuất những giải pháp, chính sách cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong giai đoạn 2021-2025, ký kết biên bản ghi nhớ kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các đơn vị.